vào ngày mới, những cánh đồng lúa ven sông Bằng, những cánh rừng trúng trên cá béo, những tiếng đàn tính nghe rộn rã. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu chương trình hôm nay, sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 3, sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Những năm gần đây, trên cơ sở xác định vai trò của ngành nông nghiệp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã phát huy mọi nguồn lực chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Trong đó nổi bật là dự án trồng cây dược liệu Hà Thủ Ô Đỏ. Sau thời gian thử nghiệm, bước đầu cho thấy khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế cao của loại cây trồng này. Đây là vườn ươm cây giống Hà Thủ Ô Đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Đạo, huyện Bảo Lạc, phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu, Bộ Y tế triển khai thực hiện. Sau thời gian thử nghiệm tại vườn ươm, cây Hà Thủ Ô Đỏ đã được đưa vào trồng tại các xã Hồng Trị, Thượng Hà, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường và thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. Cuối năm 2019 đã cho triển khai trồng hơn 90.000 cây với diện tích trên 0,5 hectare. Qua theo dõi, bước đầu cho thấy hiệu quả cao. Bảo Lạc là một trong các địa bàn nó có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cơ bản phù hợp với cây Hà Thủ Ô Đỏ. Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây dược liệu của Bộ Y tế đã chọn địa bàn này để phát triển. Rồi thì là nhân giống, duy trì cái nguồn gen quý nói chung và tạo điều kiện công ăn việc làm cho địa phương. Ngoài cái việc đây là xây dựng vùng nguyên liệu, còn tiếp tục là xây dựng cái nhà máy chế biến để tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân đã trồng như thế này. Qua thăm kiểm tra vườn, hướng dẫn bà con thì thấy sự phát triển của cây là rất là tốt, có rất nhiều khả quan trong tương lai. Thế còn thời điểm từ khi bắt đầu đặt cây trồng đến giờ nó mới chỉ là 3 tháng thôi, thì chưa nói lên điều gì. Trong cái điều là bằng cái kinh nghiệm làm việc của tôi, thì tôi tin rằng là cây này sẽ phát triển tốt ở địa bàn Bảo Lạc. Dự án trồng cây dược liệu Hà Thủ Ô Đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Đạo sau khi hoàn thành có quy mô khoảng 25 hectare với tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng. Tại Cao Bằng, cây Hà Thủ Ô Đỏ mọc tự nhiên, phân bố khắp các địa phương trong tỉnh như Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc, Hòa An. Hà Thủ Ô Đỏ là loại cây ưa khí hậu ẩm mát của vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới núi cao. Nơi mọc tự nhiên thích hợp nhất là các quần thể rừng núi đá vôi, đất có độ ẩm cao, tơi xốp, nhiều mùn. Hà Thủ Ô Đỏ có thể trồng bằng dây hay bằng hạt. Đây là cây thuốc quý cần được bảo tồn, phát triển, khai thác và sử dụng hợp lý trên cơ sở khoa học. Các sản phẩm được chế biến từ Hà Thủ Ô Đỏ có giá trị kinh tế rất cao, giá thành khác nhau tùy loại. Nhận thấy giá trị của loại cây dược liệu này, sau khi triển khai dự án, nhiều hộ dân ở một số xã huyện Bảo Lạc đã mạnh dạn đăng ký trồng thử nghiệm. Hiện tất cả các vườn đều cho kết quả khả quan. Vườn thử nghiệm tại xóm Nà Chùa, huyện Bảo Lạc được trồng từ cuối năm 2019, nay đã được hơn 3 tháng, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Nếu theo đúng dự kiến, sau khoảng 30 đến 36 tháng, mỗi gốc Hà Thủ Ô sẽ cho thu hoạch khoảng 2 kg củ. Đây là một tín hiệu mừng cho nông nghiệp huyện Bảo Lạc. Từ lúc lấy về trồng là nó cũng phát triển tốt, đẹp. Cách đây cũng được 3 tháng rồi là nó cũng cây nó cũng lên đều đẹp. Mong sao là cái cây này để năng suất, để giúp đỡ bà con nó đỡ phải là trồng cây lúa. Ý, nói chung là năm nay là thí nghiệm năm đầu tiên ở tại đất Nà Chùa. Ý là chị cũng là rất vinh dự được là cái dự án này là được hỗ trợ cho chị làm. Nên là từ lúc chị trồng đến chăm sóc bây giờ là chị cũng thấy cây nó phát triển nó rất đẹp. Những năm gần đây đã có nhiều dự án, công trình khoa học nghiên cứu tạo ra các sản phẩm chế biến từ Hà Thủ Ô Đỏ có chất lượng tốt, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp thị hiếu người tiêu dùng, đưa thương hiệu Hà Thủ Ô Đỏ Cao Bằng đến với thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Hà Thủ Ô Đỏ là cây trồng tự nhiên, để ươm và trồng đại trà, những người thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, từ khâu cây giống cho đến khoa học kỹ thuật, cách chăm sóc. Đây là một cây trồng nó phát triển tự nhiên, đem nó về trồng theo mô hình công nghiệp, đó là khó nhất với chúng tôi là hướng dẫn cho người làm, áp dụng đúng quy trình để đạt được cái năng suất hiệu quả cao nhất.
Mô hình trồng cây dược liệu hiện còn mới đối với người dân trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Mô hình này không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có giá trị y dược. Với việc trồng thử nghiệm thành công các cây dược liệu sẽ giúp nông dân trên địa bàn huyện tiếp cận với các cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập đời sống. Chuyển sang phần tin trong nước. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án đầu tư theo hình thức PPP nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm dịch vụ công, tức là mục đích công. Sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân chính là bù đắp thiếu hụt, chia sẻ rủi ro với nhà nước. Quy định này đã bước đầu hình thành và luật hóa trong dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Đây là nội dung mới, khó và là một trong các nội dung then chốt cần được tập trung nghiên cứu, đề xuất phương án khả thi tại dự án luật PPP. Để chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư, dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP đưa ra hai cơ chế, đó là cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ và cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu được dự thảo luật thiết kế hai chiều giữa chính phủ và nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chính phủ cam kết chia sẻ không quá 50% phần hụt thu, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cam kết chia sẻ không thấp hơn 50% phần tăng thu. Đối với việc chia sẻ rủi ro về doanh thu, nhiều ý kiến cho rằng cần phải xây dựng thêm các điều kiện chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo việc chia sẻ đúng nơi, đúng chỗ, tránh tràn lan. Cái con số tối đa và tối thiểu là con số được giới hạn, còn trên thực tế là bao nhiêu? Nó phải tùy thuộc vào cái mức độ tăng giảm của cái doanh thu này. Do vậy cho nên là cái tỷ lệ này chúng ta cần phải gắn với các cái điều kiện đánh giá cái sự thay đổi của doanh thu đó được tác động như thế nào. Trong đầu tư theo hình thức PPP BOT là giữa nhà nước và doanh nghiệp và tư nhân cùng triển khai. Cho nên là cái này thực chất là mình làm công trình của nhà nước. Cái này đáng lẽ nếu nhà nước có ngân sách thì phải làm. Nhưng nhà nước cũng có ngân sách, có tiền làm thì phải kêu gọi xã hội làm. Thì phải trách nhiệm nhà nước là chính. Nhưng trong đó có một số cơ chế, một số rủi ro mà như các nhà đầu tư người ta đề xuất thì mình phải chia sẻ. Cái đó là chắc chắn phải có. Đồng thời cần có những quy định rõ ràng về nguyên tắc chia sẻ, cấp có thẩm quyền quyết định, đối tượng, trường hợp áp dụng, nguồn tiền để xử lý khi rủi ro xảy ra, cách thức và công cụ kiểm soát quản lý rủi ro tài chính quốc gia. Những cái điều kiện tiêu chí nào thì mới được chia sẻ rủi ro, chứ không phải là tất cả mọi trường hợp, mọi dự án PPP. Cái thứ hai là trong trường hợp xảy ra rủi ro thì chính phủ sẽ lấy cái nguồn từ đâu để chúng ta bù đắp và xử lý rủi ro đó. Chúng tôi kiến nghị là chính phủ cân nhắc nên có một cái quỹ, gọi là quỹ hỗ trợ các dự án phát triển hạ tầng giao thông nói chung và PPP nói riêng. Các nước cũng làm như vậy. Còn đối với các nhà đầu tư, điều họ kỳ vọng không phải sự đảm bảo chia sẻ rủi ro doanh thu, mà quan trọng nhất là chia sẻ rủi ro chính sách từ nhà nước, một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến rủi ro doanh thu. Một trong những cái điều kiện để giúp các nhà đầu tư như chúng tôi cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khác mong muốn tham gia vào dự án là mong muốn có một cái hệ thống pháp luật ổn định để nhà đầu tư có thể gọi là yên tâm đầu tư và không sợ các cái rủi ro trong cái quá trình đầu tư. Vì mỗi khi các cái thay đổi về thể chế đấy thì sẽ khiến cho các nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều các cái rủi ro. Tôi đề nghị là chúng ta phải có những quy định nó chặt chẽ hơn. Không chỉ là trong các cái luật mà còn trong cái quá trình chúng ta lập cái hồ sơ mời nhà đầu tư và quá trình mà thương thảo ký kết cái hợp đồng đối với nhà đầu tư, chúng ta phải thương thảo kỹ, có những cái quy định chặt chẽ hơn để khi mà chúng ta đi vào triển khai dự án thì những quy định đó có thể áp dụng được vào thực tiễn. Nếu mà chúng ta quy định nó chung chung quá thì nó sẽ rất khó được vào thực tiễn được. Mục tiêu của nhà đầu tư là kinh doanh để kiếm lợi nhuận, không phải là chờ thua lỗ để nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những quy định về chia sẻ rủi ro cũng nên tránh tình trạng sẽ tạo khe hở cho nhà đầu tư tìm cách lách luật. Và khi đó, nhà nước sẽ phải bỏ tiền ra, bù đắp cho những tổn thất khống về doanh thu khi nhà đầu tư gian lận doanh thu thực tế hoặc giảm thu do năng lực yếu kém của nhà đầu tư. Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, nhiều bí thư, phó bí thư chi bộ ở cơ sở của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã góp phần đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống, lãnh đạo thành công đảng viên cũng như tạo sức lan tỏa tới quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Những câu chuyện cách làm hay tại huyện Vân Hồ chính là những bông hoa điển hình hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc.
Trên diện tích vườn hơn 2.000 m2, vợ chồng chị Lò Thị Hồng đang cần cù thu hoạch bắp cải. Trên diện tích đất này, chỉ 2 năm về trước, gia đình chị chỉ trồng ngô, luân canh cây lúa, nhưng hiệu quả kinh tế từ ngô lúa thấp chỉ đủ ăn. Được sự tuyên truyền của bí thư, phó bí thư chi bộ, nên anh chị đã mạnh dạn tham gia làm thành viên của hợp tác xã rau sạch Vân Hồ, chuyển đổi cây trồng từ ngô lúa sang trồng 2 vụ rau sạch một năm. Nay, sản phẩm rau sạch của hợp tác xã đã theo xe đến với người tiêu dùng tại thủ đô Hà Nội thông qua hệ thống siêu thị Bixi. Được hợp tác xã chuyển đổi cho trồng rau sạch thì gia đình chúng tôi thu nhập gấp đôi, gấp ba lần trồng lúa, nên gia đình chúng tôi chuyển sang trồng rau sạch, nên một năm một làm hai vụ thì chúng tôi được tầm khoảng 60-70 triệu. Vốn chỉ quen trồng lúa, trồng ngô, nay chuyển sang trồng rau sạch, vợ chồng chị Hồng không khỏi bỡ ngỡ. Bí thư, phó bí thư chi bộ bản đã trực tiếp đến cầm tay chỉ việc từ khâu làm đất xuống giống đến chăm sóc thu hoạch rau. Đến nay, không chỉ gia đình chị Hồng mà hàng chục hộ dân ở bản Hàng Trùng đã chuyển đổi cây trồng, chuyển sang trồng rau sạch. Gia đình tôi cũng được trưởng bản với lại các bí thư chi bộ chỉ bảo như là công tác làm rau thì làm như thế nào cho nó ổn định, với lại làm thế nào cho đúng kỹ thuật, với lại hợp với quy cách của hợp tác xã giao, nên chúng tôi cũng noi gương theo các cán bộ chi bộ. Trên mảnh đất của hợp tác xã rau sạch Vân Hồ, người dân đang miệt mài cần cù lao động chuẩn bị cho vụ rau mới. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện Vân Hồ, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương từ đất đai, khí hậu và nguồn lao động sẵn có. Cùng với đó là chính sách ưu đãi của tỉnh trong việc khuyến khích thành lập các hợp tác xã nông nghiệp, các chi bộ đảng ở xã Vân Hồ đã tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ chỗ ban đầu chỉ là tổ hợp tác với 7 thành viên, năm 2016, hợp tác xã rau sạch đã thành lập với 17 thành viên, tổng diện tích đất trồng lên 4 hectare. Hiện hợp tác xã đang tiến hành mở rộng nâng lên 29 thành viên, thành lập thêm 5 tổ hợp tác là vệ tinh của hợp tác xã. Hiện nay, các thành viên hợp tác xã đều có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng một năm. Thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Vân Hồ, thì để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thì từ cây ngô, cây lúa một vụ chuyển sang trồng rau an toàn, ấy, thì thấy có hiệu quả gấp 5, gấp 7 lần so với trồng ngô, trồng lúa. Cũng trách nhiệm là một người đảng viên thì cũng luôn tranh thủ tiếp thu những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước để làm nào để... Trước hết là cứ phải làm cho mình trước đã, thấy hiệu quả thì mới phát triển ra cho bà con nông dân, rồi cho con cháu. Nghị quyết của chi bộ chúng tôi đề ra là từng đảng viên là phải đi đầu, là đầu tàu gương mẫu. Đầu tiên là đồng chí bí thư và đồng chí phó bí thư là người là đi đầu. Cùng một diện tích thì cây lúa chỉ là một bằng 1/10 của cây rau. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tức là đảng viên và quần chúng nhân dân, tức là chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây rau trong những tháng tiếp theo. Chi bộ Hàng Trùng cũng là một trong những chi bộ tiêu biểu về cái việc mà cấp ủy chính quyền, cấp ủy là những người mà đứng ra đầu tàu gương mẫu. Những việc ví dụ như cái việc nhỏ đó là việc trồng rau, là bí thư rồi phó bí thư chi bộ là những người mà trước hết là tuyên truyền, thế sau đó là những người thực hiện rất là gương mẫu và rất sát sao với công việc. Những cái chi bộ mà thực hiện triển khai tốt như vậy thì chúng tôi sẽ lấy đó làm những cái gương để nhân rộng lên trên địa bàn toàn huyện. Trong nhiệm kỳ tới đây, nghị quyết Đảng bộ huyện Vân Hồ đặt những mục tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, trong đó sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu rau củ, hoa quả sạch an toàn, diện tích hàng trăm hecta, tập trung tại các xã Vân Hồ, Trường Khoa, Trường Yên, Tô Múa, Lóng Luông, Song Khùa, cung cấp cho các nhà máy chế biến nông sản tập trung, phục vụ xuất khẩu của công ty IC Food và tập đoàn TH. Với sự gương mẫu đi đầu của những người đứng đầu cấp ủy sẽ tạo đà cho những bước tiến mới, giúp người dân Vân Hồ vươn lên xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Tờ báo điện tử tiếng Anh Asia Times có trụ sở ở Hồng Kông vừa có bài viết đánh giá Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khống chế dịch COVID-19 một cách khẩn trương, hiệu quả và chắc chắn.
Bài báo cho hay, mặc dù những ngày gần đây Việt Nam có thêm một số ca mắc mới, nhưng phần lớn các ca này là những người vừa đến từ hoặc trở về từ châu Âu, tâm chấn mới của đại dịch COVID-19. Tác giả bài viết ghi nhận Việt Nam đã phản ứng nhanh hơn hầu hết các nước châu Á khác khi ngừng việc xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc hồi tháng 1 năm 2020, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đúng vào Tết Nguyên đán, giai đoạn có nhiều người Việt trở về quê đoàn viên với gia đình và bạn bè. Tờ báo Hồng Kông này cũng dẫn các nguồn tin khẳng định hầu hết người dân Việt Nam tôn trọng các giới hạn về tụ tập đông người và việc đóng cửa các quán bar, nhà hàng và những nơi công cộng khác cho đến hết tháng 3. Tờ báo đã dẫn lời của giáo sư Australia Carter, một chuyên gia hàng đầu về Việt Nam và các vấn đề quốc tế, nhận định Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ động hành động. Bên cạnh đó, bài báo còn đề cập chi tiết các phó thủ tướng trong chính phủ Việt Nam thường phát biểu với công chúng về tình hình COVID-19 trong nước, còn các lãnh đạo các bộ ban ngành liên quan đã tổ chức các cuộc họp báo thường kỳ được phát sóng trên truyền hình quốc gia để cập nhật cho công chúng về hoạt động của chính phủ trong chống dịch COVID-19. Tự uống thuốc sốt rét để phòng COVID-19 gây nguy hiểm tính mạng, đây là khuyến cáo của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế trước việc người dân tự ý mua thuốc sốt rét để phòng COVID-19, theo thông tin lan truyền trên Facebook. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng giá thuốc điều trị sốt rét chứa chloroquine, hydroxychloroquine tăng cao do người dân tự ý đi mua thuốc khi có thông tin thuốc trên được sử dụng để điều trị bệnh COVID-19. Cục Quản lý Dược khuyến cáo việc người dân tự ý mua thuốc chứa hoạt chất này để điều trị, dự phòng COVID-19 có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do thuốc có một số tác dụng phụ nghiêm trọng. Đây là các thuốc kê đơn chỉ được sử dụng khi có chỉ định, theo dõi và hướng dẫn của thầy thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị sốt rét cấp tính, diệt amip ngoài ruột, điều trị viêm đa khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, phản ứng dị ứng với ánh sáng, da nhạy cảm với ánh sáng. Các thuốc này chưa có chỉ định để điều trị COVID-19 do Bộ Y tế phê duyệt, vì vậy người dân tuyệt đối không mua, tích trữ và sử dụng để điều trị dự phòng COVID-19. Sau khi có văn bản chỉ đạo tăng cường dạy học trên Internet, truyền hình và thừa nhận kết quả dạy học bằng phương thức này, Hà Nội đã huy động giáo viên cốt cán ghi hình chương trình dạy học cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Như vậy, Hà Nội là địa phương đầu tiên dạy học cho học sinh trên sóng truyền hình. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 sẽ được dạy bài học mới trên truyền hình, tiếp nối chương trình từ trước kỳ nghỉ, không phải ôn tập lại các bài đã học. Vì vậy, phụ huynh cần nắm lịch học để hướng dẫn, giám sát các em học bài, riêng học sinh phải ghi chép, nghe giáo viên giảng. Các trường sẽ tổ chức rà soát đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình sau khi học sinh quay trở lại trường. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình, nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4, 5 cấp tiểu học, lớp 6, 7, 8, 9 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11, 12 cấp trung học phổ thông năm học 2019-2020. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã quyết định tổ chức trực tuyến các hoạt động hướng tới Ngày Quốc tổ Việt Nam 2020, nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch với tên gọi Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online. Theo đó, hoạt động của Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu năm nay tập trung vào cuộc thi viết cảm nghĩ, cảm xúc về quê hương, đất nước, dân tộc, những câu chuyện cảm động về tình người xa xứ, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế, những clip trình diễn, sáng tác ca khúc thể hiện tình cảm với đồng bào cả nước. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và công dân người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email ngayquoctotoancau@gmail.com được chọn lựa đăng tải trên fanpage của dự án từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5. Hội đồng xét thưởng sẽ lựa chọn và công bố các tác phẩm xuất sắc để trao thưởng vào ngày 21 tháng 6. Bộ Ngoại giao Na Uy vừa có thông báo, Liên Hợp Quốc sẽ thành lập quỹ hỗ trợ các hoạt động điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu. Theo Ngoại trưởng Na Uy, một quỹ tài trợ đa phương do Liên Hợp Quốc bảo trợ sẽ đưa ra các dự báo cho các đối tác và hỗ trợ để những nỗ lực chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao hơn.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, mục đích của quỹ này là hỗ trợ các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém vượt qua đại dịch hiện nay, cũng như đối phó với những hậu họa lâu dài. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết thêm, thông báo chính thức về thành lập quỹ này có thể được công bố trong tuần này. Hiện dịch COVID-19 đã khiến gần 342.000 người trên toàn cầu nhiễm bệnh và hơn 14.700 người tử vong. Hiện số ca tử vong tại Italia đã lên tới hơn 5.000 người, vượt xa Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát của virus SARS-CoV-2 hồi tháng 12 năm 2019. Facebook đã cho ra mắt trung tâm thông tin về dịch COVID-19 trên nền tảng mạng xã hội Facebook, cho phép người dùng tìm kiếm những thông tin đáng tin cậy về dịch bệnh, hạn chế tác động từ các nguồn thông tin giả, sai sự thật. Trung tâm thông tin này sẽ được hiển thị ở ngay đầu dòng tin tức của tài khoản người dùng tại Mỹ và nhiều nước. Khi truy cập vào đây, người dùng có thể tiếp cận được những thông tin liên quan đến dịch COVID-19 từ những tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới WHO hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. Facebook cũng cho biết đang nỗ lực loại bỏ các quảng cáo liên quan đến khẩu trang y tế trên nền tảng của mình nhằm ngăn tác động tiêu cực tới tâm lý người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, làm tăng tỷ lệ người lao động thất nghiệp. Trong quý 1 năm 2020, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện là 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền được chi trả ước thực hiện là 2.119 tỷ đồng. Đây là nội dung chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong tiểu mục Con số hôm nay. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp trong lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp trong khai báo y tế điện tử, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị giảm gánh nặng khi thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian chưa tìm được việc làm mới, người lao động thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ gồm trợ cấp thất nghiệp hàng tháng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, có khống chế mức hưởng tối đa. Thời gian hưởng phụ thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí, được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng ngành nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 6 tháng. Đơn vị sử dụng lao động do dịch bệnh nếu buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 6 tháng. Đặc biệt đối với các trường hợp người lao động bị thất nghiệp đang chờ nhận trợ cấp thất nghiệp phải đi cách ly y tế hoặc bị nhiễm COVID-19, không thể đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo thời hạn quy định, chỉ ảnh hưởng đối với những trường hợp không đến nhận tiền nhưng gần quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày hết hạn hưởng ghi trên quyết định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đề xuất cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền trợ cấp thất nghiệp bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm COVID-19 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thưa quý vị, tỏi không chỉ là loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp, giúp làm tăng hương vị cho món ăn, mà còn có nhiều tác dụng trong việc phòng và điều trị bệnh tim mạch, ung thư, nhiễm trùng, xương khớp, giúp phòng và điều trị cảm cúm. Sức khỏe thưởng thức ngày hôm nay sẽ là những công dụng nổi bật của việc ăn tỏi sống và hướng dẫn cách ăn đúng cách. Tỏi có nhiều công dụng đối với sức khỏe, đặc biệt là khi ăn sống. Giúp phòng và điều trị cảm cúm. Vì chất sunfua có trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm cực mạnh, sử dụng tỏi hàng ngày giúp dự phòng cảm cúm và các bệnh do vi khuẩn virus gây ra. Việc ăn tỏi sống mỗi ngày giúp giảm 63% nguy cơ bị cảm cúm.
Bên cạnh đó, việc ăn tỏi còn giúp rút ngắn 70% thời gian bị cảm, cho phép người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Nhiều nghiên cứu, tỏi có công dụng đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư, nhất là ung thư đường ruột. Bên cạnh đó, tỏi còn có thể ngăn cản sự xâm hại của độc tố, kim loại nặng, chất gây ung thư đối với cơ thể. Đồng thời, thành phần germanium và selen trong tỏi giúp cơ thể chống đột biến tế bào, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả. Chất trong tỏi như vitamin C, vitamin B6, mangan, kẽm cùng các chất chống oxy hóa và enzyme có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn sự hình thành các mô liên kết và chuyển hóa xương. Đồng thời, chúng nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn. Với phụ nữ, việc ăn tỏi sống giúp làm chậm quá trình loãng xương bằng cách tăng cường nội tiết tố estrogen. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh về xương khớp, tỏi có tác dụng giảm triệu chứng đau nhức rõ rệt. Có tác dụng hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, tỏi giúp loại bỏ các mảnh xơ vữa bám trên thành mạch máu. Ăn tỏi thường xuyên cũng giúp làm chậm tiến trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu ra, tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu, phòng ngừa hình thành huyết khối. Vì vậy, tỏi có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch. Người bệnh tăng huyết áp được khuyên nên ăn vài tép tỏi mỗi sáng để hạ áp. Một số tác dụng khác của việc ăn tỏi sống đó là mang lại thai kỳ an toàn. Tỏi còn có tác dụng tăng trọng đối với thai nhi có rủi ro thiếu cân. Bên cạnh đó, tỏi cũng giúp giảm thiểu những rủi ro khác trong thai kỳ như tiền sản giật có sự liên hệ với chứng cao huyết áp. Tỏi giúp lọc độc tố trong máu. Chất allicin trong tỏi giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu khỏe mạnh. Ngoài ra, allicin còn giúp loại bỏ nicotine, thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp hữu hiệu. Tỏi còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Chất dinh dưỡng có trong tỏi giúp bảo vệ tế bào não, chống lại quá trình lão hóa, làm giảm cholesterol, hạ huyết áp. Vì thế, ăn tỏi sống mỗi ngày giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh về thần kinh liên quan đến tuổi tác như bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Tỏi còn có tác dụng làm đẹp da. Hợp chất hữu cơ allicin trong tỏi có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và cản trở hoạt động của gốc tự do, giúp phòng ngừa mụn trứng cá và các bệnh ngoài da khác. Hướng dẫn ăn tỏi sống đúng cách. Nên băm nhuyễn tỏi để trong không khí khoảng từ 10 đến 15 phút mới ăn. Có thể ăn tỏi ngâm giấm vì cách sơ chế này vẫn giữ lại được các hoạt chất tốt trong tỏi. Không nên ăn tỏi lúc đói vì tỏi có tính phân hủy và tính kích thích mạnh với niêm mạc dạ dày ruột. Nếu ăn quá nhiều tỏi một lần hoặc ăn tỏi lúc bụng đói thì sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là với người bị viêm loét dạ dày, tá tràng. Người có bệnh liên quan tới mắt, thị lực yếu không nên ăn nhiều tỏi vì tỏi có thể kích thích mắt, dễ gây viêm bầu mắt, viêm kết mạc mắt. Không nên ăn tỏi sống khi bị tiêu chảy vì allicin trong tỏi sẽ kích thích thành ruột dẫn tới phù nề, nghẽn mạch máu, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình Chào Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.